Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì một mùa giải nữa cũng vừa mới trôi qua thì cũng rất may mắn thì mình cũng đã giành được cái vị trí quán quân của mùa vừa rồi. Thì cái phần thưởng của nó thì cũng rất là xịn sò, nó chính là cái nhẫn đỏ với cái orb mà bỏ qua sát thương bỏ qua anh em nhá. Thì mình hiện tại thì mình thấy cái nhẫn đấy thì nó cũng chưa biết thì nó như thế nào, không biết là có dịch thiếu hay không, nhưng mà nếu mà thực sự mà nó không có hồi CD ấy, thì khả năng là anh em mà top quán quân mùa vừa rồi sẽ không còn lo cái việc mà chúng sát thương bỏ qua nữa anh em. Tại vì nó có 100% xác suất miễn nhiễm sát thương, lại còn tăng sát thương xuyên tâm cũng như là giảm sát thương cho bản thân nhận phải trong vòng 3 giây. Đó, ok, có nghĩa là một cái ốp, một cái ấn ký cực kỳ ngon khi mà anh em đang tới dòng cuối anh em nhé. Ok. Thì cũng đồng thời với đó thì có rất khi mà mình úp cái clip lên ấy, thì cũng rất nhiều anh em hỏi mình là sao chơi ép chí mà cái hiệu ứng khống chế mà nó ra nhiều như vậy, gần như là đối phương là cũng không thể ngóc đầu lên được. Cái thứ nhất thì nó cũng sẽ có hai cái lý do anh em, cũng không phải là thiên về một phía. Cái thứ nhất là một là do cái con ép chí này ấy, là một trong những cái class mà nhiều hiệu ứng khống chế nhất nhì trong game, nó và Dark Lord chí nha anh em. Và cái thứ hai nữa ấy, là để mà hiệu ứng khống chế của mình nó ra nhiều được á, thì anh em cần phải kết hợp giữa các cái phong cách lên đồ cũng như là thần thú nó hiệu quả, nó hợp lý, và cái thứ tự ra kỹ năng và nhồi hiệu ứng nó phải nhuần nhuyễn với nhau, để cho tránh cái trường hợp mà bị chồng chéo dẫn tới là cái thời gian mà bị khống chế nó sẽ giảm xuống, là cái thứ hai. Còn cái thứ ba ấy, là một phần nó là do cái bên phía bên kia đối phương là cái hiệu ứng kháng khống cũng như là giảm cái thời gian bị khống chế nó thấp, thành ra là khi mà nhận các cái hiệu ứng bất lợi từ con ép chí á, thì bên kia sẽ bị dính hiệu ứng khống chế rất là nhiều cũng như là rất là lâu. Đó thì có ba cái điểm đó thì dẫn tới là cả trong những cái trận đấu trường đỉnh cao vừa rồi thì đối phương bị khống chế rất là nhiều nha anh em. Ok, thì mình cũng mở lại ba cái những cái trận mà đấu đỉnh cao mùa vừa rồi để cho anh em cùng xem lại, xem là nó khống chế nhiều như thế nào anh em nhé. Ok, đầu tiên là cái trận đấu vòng loại với Zerg. Cũng do chênh lệch lực chiến khá nhiều, nhưng mà chủ yếu là anh em xem cái việc mà cái thao tác ra kỹ năng cũng như là cái hiệu ứng khống chế mà cái địch nhận phải đây nha anh em. Nó anh em thấy gần như là kẻ địch là đứng bất động luôn cho tới khi mà chết mà vẫn chưa được ra đòn anh em nhé. Đó, gần như là không nhúc nhích được nha anh em. Các cái thứ tự mình sắp kill nữa thì lát ấy mình sẽ show ra cho anh em xem mình sắp kill như thế nào để mà nó có thể là chồng được các cái hiệu ứng khống chế lên nhau một cách hiệu quả nhất. Ok, đây là trận đấu để mà lên quán quân nhá. Lên lên cái vòng chung kết anh em nhá. Ok, còn đây là cái trận còn đây là cái trận chung kết này. Đó, có nghĩa là anh em thấy cái lúc đầu mới vào sử dụng tên băng á, là kẻ địch nó miễn khống là nhờ cái kỹ năng từ cờ nha anh em. Chính vì thế cho nên là bị được nhiễm miễn khống chế một lần. Anh em thấy gần như là sẽ đứng im bất động luôn này. Từ cái việc mà dính các hiệu ứng choáng cho tới cái hiệu ứng mà dính bị định thân nhá. Là cái đấy sẽ gần như là rất khó để có thể là đáp trả lại cái sát thương của anh em, đáp trả lại các cái đòn đánh của anh em. Thậm chí là khi mà anh em mà kẻ địch nó bị choáng á, là những cái kỹ năng phòng thủ là kẻ địch trong cái thời gian đấy hay là hồi máu kẻ địch cũng không không thể sử dụng được để có thể là chống chịu lại được cái lượng sát thương mà anh em gây ra trong suốt cái thời gian đấy. Còn ví dụ như là trong cái lúc mà kẻ địch bị định thân á, thì kẻ địch vẫn có thể là sử dụng được các cái hiệu ứng mà buff phòng thủ lên để mà chống lại cái đợt sát thương anh em nhé.
Ok, đây còn có một trận với Lý Mạc Sầu ở cái vòng loại nữa. Thì mình với Lý Mạc Sầu thì chạm trán ngay ở cái vòng loại 32 luôn anh em, ngay ở trận thứ hai. Thì là được đánh giá là một trong trận đấu mà căng thẳng nhất của cái mùa giải này đối với mình khi mà gặp Lê Đức Mẫn. Thì mình cũng đã share cho anh em cái phong cách đánh của F Chí khi mà gặp Lê Đức Mẫn ở các cái ở một cái clip trước trước khi mà mình tham gia cái trận đấu trường này, để anh em có thể tham khảo đưa ra cái phương hướng đánh nó phù hợp hơn. Thì anh em có thể tham khảo anh em nhé, và mình cũng giải thích rất là cụ thể về cái lối chơi này và làm sao để mà nâng mình, làm sao mình nâng như vậy thì mình cũng đã nói rất là chi tiết rồi. Thì anh em có thể là kéo lại các cái clip cũ của mình để anh em xem nha anh em. Ok, cái khúc này thì thực sự là đang hơi bị lỗi chút xíu, tại vì mình di chuyển nó có hơi xa, đến khi quay lại thì bị nhận phải một cái đợt sát thương. Còn nếu mà đúng ra thì anh em chỉ cần di chuyển ra khỏi cái rìa của cái đầm lầy độc là anh em đã không nhận sát thương rồi. Và bên cạnh đó thì anh em sẽ giữ được một cái khoảng cách, từ khi mà kẻ địch vừa hết cái hiệu ứng khống chế hoặc là hồi sinh lại ấy, thì anh em có thể ra đòn được ngay. Còn nếu mà anh em mà chạy mà quá xa, khi mà anh em quay lại thì chắc chắn là lúc đó thì cái người đứng im với cái người mà chạy tới, thì cái người đứng im nó sẽ chủ động ra đòn hơn là cái người mà đang chạy đi. Đó, chính vì thế nên cho nên là anh em sẽ gặp những cái bất lợi khi mà anh em PK anh em nhé. Ok, đó thì anh em có thể thấy là đánh ra được cái hiệu ứng khống chế rất là nhiều và liên tục. Vậy thì để được như vậy thì mình sẽ show cho anh em cái bảng sắp kỹ năng của mình để có thể là dồn hiệu ứng khống chế được tốt nhất. Cái thứ nhất là anh em có thể thấy là cái đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái mũi tên băng này. Thì cái hiệu ứng khống chế của nó thì nó sẽ kéo dài đâu đó tầm khoảng từ 1 đến 1,5 giây. Tuy nhiên thì nó sẽ bị giảm bởi các cái hiệu ứng đến từ trang bị và thần thú, cho nên là mình cứ tạm tính là nó sẽ bị giảm khoảng 30%, là chỉ còn khoảng 1 giây anh em nhé. Rồi, 1 giây. Với lại một cái vấn đề nữa là bên cạnh đó thì khi nhiều khi mình đánh mình còn kết hợp giữa các cái đòn đánh tay. Thì việc mà xen kẽ giữa một cái kỹ năng phụ kèm thêm giữa cái đợt choáng thứ hai là một kỹ năng, thì khi mà ra được cái kỹ năng thứ hai thì nó sẽ liền mạch cái nhịp choáng hơn. Tại vì anh em còn phải bù trừ nữa, nếu mà anh em để kẻ địch mà hết choáng á thì kẻ địch sẽ có cái khoảng thời gian phản kích anh em. Ví dụ như bây giờ cái mũi tên băng nó choáng mắc là 1,5 giây thì anh em chỉ lấy khoảng 1 giây thôi. Còn lại 0,5 giây kia anh em sẽ để trừ hao cho cái kỹ năng tiếp theo nó có thời gian nó chồng lên. Tại vì nếu mà anh em mà tính sát quá thì nó sẽ bị gọi là bị hở cái khoảng choáng. Thì từ đó thì kẻ địch sẽ có cái thời gian là, thứ nhất là buff phòng thủ, thứ hai là sẽ choáng và đánh ngược lại anh em. Ok. Rồi thì tiếp theo mình sẽ sử dụng cái mũi tên sét để mà gọi cái con Berry ra cũng như là choáng đối thủ trong vòng 2 giây. Và cái kỹ năng này thì nó sẽ kết hợp giữa hai cái vấn đề, một là tê liệt trong 3 giây và hai nữa là choáng trong 2 giây. Thì hai cái hiệu ứng này nó sẽ chồng chéo lên nhau. Nếu kẻ địch đã có một lượt mà miễn khống thì cái kỹ năng này chắc chắn nó sẽ cấu đi được một lượt miễn khống đó, và nó sẽ xảy ra được cái hiệu ứng khống chế lần hai đó. Như như thế vậy là có nghĩa là khi mà anh em sử dụng trên set chắc chắn kẻ địch sẽ dính một trong hai hiệu ứng khống chế, một là choáng, hai là tê liệt, chứ không có chuyện mà không dính hiệu ứng nào anh em nhé. Ok, mà cái tê liệt thì cũng gần như là cái choáng, thì khi mà bị tê liệt thì kẻ địch cũng không thể tấn công, không thể di chuyển cũng như là không thể sử dụng kỹ năng nha. Ok, thì đó thì cái mũi tên sét này thì mình tạm cho là nó khoảng 2 giây, là lấy cái hiệu ứng thời gian ngắn nhất là 2 giây đi. Thì khi mà mình trong vòng 2 giây ấy, thì mình sẽ ra được khoảng từ 3 đến 4 đòn đánh đối với tốc độ đánh hiện tại của mình. Thì tốc độ, nhưng mà tốc độ đánh của mình thì nó tương đối nhanh, do là mình có sử dụng cái sét chuyển 7 hệ phong và để tăng 30% tốc độ đánh cũng như là cái nhẫn đỏ kim ngưu nha anh em. Cho nên là nó tăng cái tốc độ đánh nó lên rất là cao. Cho nên cái việc mà mình kết hợp giữa ba cái đòn đánh tay và kỹ năng trong cái khoảng thời gian mà mình ra được cái đòn chón tiếp theo, choáng tiếp theo ấy, thì nó rất là nhanh. Ok. Nhưng mà với lại xen kẽ giữa cái thời gian mà ra cái đòn choáng tiếp theo ấy, thì mình có bồi thêm một cái kỹ năng là tên đánh trăng. Thì cái hiệu ứng tên đánh trăng này ấy, thì nó cũng sẽ gây định thân cho đối thủ. Khi mà anh em đối đầu với các class ví dụ như là Dark Lord hay là Đế Đức mà có khả năng bay nhảy ấy, hoặc là hoán hình đổi ảnh với anh em á, thì cái kỹ năng tên đánh trăng này cũng sẽ định thân đối phương lại, không cho đối phương gọi là bay tới bay lui cũng như là gây lên các hiệu ứng khống chế lên người anh em anh em nhé. Ok, thì đó cho nên là mình sẽ bồi kỹ năng tên đánh trăng này vào. Và cái kỹ năng tên đánh trăng là
cái kỹ năng được xem là gây lượng sát thương gọi là theo thời gian khủng nhất của con F9, tại vì nó đến từ thiên phú. Ngoài cái kỹ năng cử nhân vật ra thì cái thiên phú thì mỗi giây nó sẽ cấu thêm, nó sẽ gây thêm tới 170% sát thương kỹ năng trong vòng 3 giây nha anh em. Nó cho nên là cái lượng sát thương nó bút lên là rất là cao. Ok, thì giữa cái đợt tên đánh trăng và tên phán xử á, thì mình sẽ tên đánh trăng và cái mũi tên chóa tiếp theo á, thì mình sẽ bồi thêm cái kỹ năng là tên phán xử. Thì tại sao mình lại bồi cái kỹ năng này vào mà không phải là cái kỹ năng như là như là cái kỹ năng xuyên tâm tiễn hay là cái kỹ năng chú gió lốc để hồi lại chú húc gió, mà mình lại bồi thêm trên chân tên phán xử. Cái nhất là cái chân tên phán xử này nó sẽ gây ra sát thương theo phần trăm máu, là cái thứ nhất, lượng đam rất là lớn, giúp sốc đối phương nhanh chóng. Cái thứ hai đó là khi mà anh em rèn đi phó bản rèn luyện linh hồn, anh em cường hóa kỹ năng này lên ấy, thì nó sẽ có một cái hiệu ứng là giảm thời gian khống chế anh em nhận phải tới 70%. Thì giả sử khi mà anh em ra 4 đòn đánh thì từ cái lúc mà anh em ra mũi tên sét á, anh em ra đánh đòn tới cái đợt choáng tiếp theo, nó sẽ có cái khoảng hở đi, thì kẻ địch có thể là phản đòn và choáng lại anh em. Thì cái kỹ năng mà tên phán xử này nó sẽ giúp cho anh em mà giảm được cái thời gian khống chế mà anh em nhận phải, cho nên là cái đợt choáng tiếp theo của anh em nó sẽ diễn ra liền mạch hơn, nó không có bị ngắt quãng quá lâu mà để phải nhận sát thương thêm của đối thủ của anh em nhé. Ok, rồi tiếp theo thì trong combo thì mình cũng để cái kỹ năng chân mưa tên thôi như bình thường. Còn nếu mà anh em thường thì cái kỹ năng này đúng ra thì mình sẽ phải để ở cuối chứ không phải mình để ở đây. Đó, mình sẽ để kỹ năng ưu tiên kỹ năng tầm xa trước. Còn những cái kỹ năng tầm gần á, thì khi mà đánh một thời gian, ví dụ anh em gặp DK thì chắc chắn áp sát anh em thì mình không nói rồi. Hoặc anh em gặp D Đức thì có thể là nhiều khi thì nó sẽ hoán hình đổi vị, thì đôi khi nó cũng sẽ đứng chung với anh em trong cái đầm độc luôn. Hoặc là nếu mà anh em đánh với Dark Lord hoặc là những cái class khác mà nó chơi theo kiểu mà hit and run đó, mà anh em để cái kỹ năng này vô á, thì chắc chắn anh em sẽ gặp bất lợi. Tại vì anh em sẽ phải, khi mà anh em sử dụng kỹ năng này thì con nhân vật của anh em lại buộc phải chạy lên tới gần đối phương để mà đánh. Thì từ đó thì anh em sẽ bị lỗi ít nhất là 1 đến 2 nhịp đam so với đối thủ nha. Ok, cho nên anh em phải cân nhắc thật kỹ đối đầu với class nào. Ví dụ các class cận chiến mà anh em nhắm mà đối phương gọi là theo thói quen BK của đối phương nữa, thì anh em hãy cân nhắc là nên có sử dụng chân mưa tên hay không. Nếu sử dụng chân mưa tên vào thì cái lượng đam gây ra cũng như là dồn sát thương của anh em sẽ rất là nhiều. Nhưng mà không, nếu mà sử dụng á, mà gặp đối phương á, chơi theo kiểu gọi là chạy với tiền ra á, chắc chắn anh em sẽ thất bại và gọi là bất lợi nha anh em. Ok, thì mình sẽ cho cái chúc húc gió này vô trước. Sau đó thì tên gió lốc. Nhưng thực ra là khi mà anh em bật auto á, thì cái chúc húc gió thì nó cũng đã sử dụng lên rồi, chứ nó không có bỏ. À không phải đâu anh em, đây là đúng là kỹ năng thiên la địa võng chứ không phải là chúc húc gió đâu. Tại vì đúng ra là chúc húc gió mình sẽ để bên ngoài mình bút tay nha. Cái này là do anh em mà anh em auto bot cho nên anh em mới sửa lại đấy nha. Ok, không có cho chúc húc gió vào anh em nhé, anh chỉ để chú gió lốc thôi. Thì cái chú gió lốc mình cũng để cuối cùng, tại vì khoảng thời gian mà từ cái lúc mà anh em sử dụng cái chúc húc gió lần đầu tiên cho tới thời gian anh em xả combo á, thì anh em để cái chú gió lốc này cuối cùng này, thì nó sẽ đỡ được cái trường hợp mà anh em xảy ra là anh em chưa búp chú phúc gió kia mà cái tên gió lốc đã sử dụng rồi đó, thì anh em để ở cuối ấy, thì nó sẽ đỡ được cái rủi ro đó hơn. Ok, còn anh em nào mà kỹ chắc chắn nữa thì anh em sẽ bỏ luôn cái kỹ năng đó ra và anh em cho cái kỹ năng tên gió lốc ra bên ngoài như trong cái phối combo của mình đây. Ok, rồi thứ hai nữa là về cái thiên phú. Về cái thiên phú thì cái con F9 thì như các cái clip mà chia sẻ về phong cách chơi mình cũng nói anh em rồi, thì con F9 thì nó thiên cái lượng đam nó gây ra chủ yếu là từ cái hệ bét, cũng như là các cái kỹ năng mà gây sát thương theo phần trăm máu. Chính vì thế nên là khi với lại cái ưu điểm của nó là cái độ chống chịu và cái cây máu của nó rất là nhiều, nó hồi phục rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là để mà tối ưu được cái lượng đam từ các con bét á, thì anh em cần phải có một cái độ trâu bò nhất định cũng như là các hiệu ứng khống chế nhất định để mà cái con bé nó có thể là dồn đam một cách liền mạch chứ không bị ngắt quãng. Chính vì thế cho nên là mình những cái kỹ năng mà gây hiệu ứng khống chế choáng thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ lấy full anh em nhé.
Đây nó sẽ có mấy cái mốc ở hệ công quan trọng như là trọng kích thủy thần này. Đây thì là búp sát thương là chắc chắn phải lấy này, anh em phải lấy 10 điểm để búp sát thương cho đấu sĩ và Berry này. Ok, mốc thứ ba là cái này là hồi máu cho anh em để tăng cái khả năng chống chịu là anh em phải lấy này. Rồi, cái mốc cuối này tới mốc cuối chắc chắn anh em phải lấy full này anh em nhé. Còn cái nhánh bên tay trái của hệ công á thì anh em chỉ cái điểm cuối này anh em chỉ lên lấy một điểm thôi. Tại vì thứ nhất là theo cái thói quen của anh em á là thường là rất là ít anh em có thể sử dụng được cái mũi tên sét khi mà cái đấy hết cái khinh hưu. Đó chính vì thế cho nên là cái lượng sát thương mà anh em sử dụng ra thì nó không có tối ưu. Mà cái kỹ năng này á khi mà anh em nâng lên càng cao á thì nó chỉ tăng thêm được cái sát thương theo phần trăm máu thôi, nhưng mà nó bị dính trong cái thời gian khiên hưu cho nên là cái kỹ năng này nó sẽ bị giảm hiệu quả rất nhiều. Cho nên mình chỉ lấy một điểm để có thể lấy được cái hiệu ứng mà gây tê liệt cũng như là của cái kỹ năng này nha anh em. Ok, mình chỉ lấy một điểm thôi, mình sẽ để điểm mình nâng cho những cái mốc khác nó quan trọng hơn. Rồi, cái thứ ba là nếu ví dụ anh em dư điểm thì anh em có thể lấy cái cứu thương này. Còn cái lĩnh vực nguyên tố này thì nó sẽ quan trọng hơn. Tại vì thứ nhất thì nó sẽ giảm được cái tấn công của cái địch mà nó cộng dồn tới 5 lớp nha. Có nghĩa là nó giảm gần như là kiểu giống như là Dark Lord mà búp hắc ám chúc phúc anh em. Nó giảm tới khoảng gần 30% tấn công của cái địch. Thì nó sẽ tăng thêm cái khả năng chống chịu cho anh em khi mà gặp những cái đối thủ như là Dark Lord Chí này hoặc là những cái class mà phun công. Thì cái việc mà búp sát thương chắc Việt cộng dồn với cái sát thương tay á thì khi mà giảm sát thương tay thì cái lượng sát thương chắc Việt gây ra nó cũng sẽ ít hơn nha anh em. Rồi tới cái phần hệ thủ thì chắc chắn là cái con Gobin này anh em sẽ phải cường hóa full cho nó rồi. Anh em phải cường hóa full để nó có thể là kế thừa thêm được nhiều cái tấn công cũng như là AP cho anh em hơn. Rồi cái thứ hai nữa là cái hộ vệ ánh trăng thì nó tăng max HP và tấn công cho Thánh Vàng và Gobin. Ok, cái thứ ba nó là dã tính bẫy gọi này, sẽ tăng được cái max HP cũng như là sát thương cho nhân vật khi mà có cả ba cái con đấu sĩ, ba con bét nó cùng tồn tại nhá. Rồi ok, còn các cái mốc khác thì anh em đương nhiên anh em sẽ lấy full. Rồi với cái bên thông dụng thì tại sao mình lại chỉ lấy tới cái vũ khí bậc thầy? Cái thứ nhất là không phải là, thì anh em cũng biết là các cái con bét của con ép chí nó sẽ kế thừa cái chỉ số công của nhân vật. Thì khi mà kế thừa chỉ số công như vậy, anh em nâng cái vũ khí bậc thầy lên, đối với những em tốt mà nhiều vũ khí chúc phúc á thì cái lượng tấn công mà được búp lên nó sẽ rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là cần phải lấy full kỹ năng này để giúp cho con bét nó kế thừa được nhiều tấn công hơn. Ví dụ như con Berry nó kế thừa tới 410% thuộc tính cơ bản của nhân vật. Vậy thì ví dụ anh em nâng được 100.000 điểm tấn công từ kỹ năng thiên phú này đi thì con Berry nó sẽ tăng thêm 400.000 tấn công, 410.000 nha, là một con số rất lớn nha anh em. Ok rồi, tiếp theo là tới cái hệ tiếp theo cái hệ ở đây bên bên trái này cũng tại sao là mình không lấy cái công tốc. Thứ nhất là cái con ép chí thì anh em biết là như nãy mình có nói là cái nhược điểm của nó là sát thương đến từ cái nhân vật nó không nhiều bằng cái sát thương đến từ các con bét. Chính vì thế cho nên là cái việc mà lấy công tốc ấy, của cái bên tay tay hệ thông dụng nhánh trái này thì nó là không cần thiết cho con ép chí. Thay vào vì anh em lấy cái công tốc này ấy, thì anh em có thể dồn điểm qua để anh em bổ trợ cho cái con bét này, 40 điểm bổ trợ cho con bét ở nhánh trái và bao nhiêu 80 điểm bổ trợ cho nhánh phải để hỗ trợ cho nhân vật tăng khả năng hồi phục cũng như là cái hiệu ứng mà gây choáng lên người đối phương, giảm sát thương hồi phục nha anh em. Ok, và ở cái đây cái hệ nguyên tố thì chắc chắn là để mà tối ưu được cái con ép chí là anh em phải lấy y chang như mình đây tới cuối. Ít nhất là nó sẽ có ba cái mốc quan trọng là tùy từng chuyển sinh anh em sẽ cân nhắc này. Mốc đầu tiên ấy là 40 điểm ở hệ bên trái, mốc thứ hai ấy là 60 điểm của hệ bên phải, mốc thứ ba nữa là 80 điểm của hệ bên phải nha. Rồi sau đó thì còn cái kỹ năng giữa này thì khi nào mà anh em lấy được thì anh em lên lấy, tại vì nó sẽ hỗ trợ cho anh em cái việc mà gây ra choáng rất là nhiều. Ok rồi, mốc thứ tiếp theo thì anh có thể lấy tới cái
điệu nhảy ảo ảnh để nó giảm sát thương khi mà anh em đối đầu với các đối thủ như là Dark Lord hay là Đê Đức, hiệu ứng choáng và đóng băng rất nhiều nha. Và cái còn cái kỹ năng mà mị đen ảnh này thì các anh em chuyển sinh cao mới cần, còn anh em mà từ chuyển sinh 8 đổ lại thì có thể cân nhắc. Ok, rồi tiếp theo về cái thần thú. Thần thú thì mình sẽ kết hợp giữa ba con thần thú. Thứ nhất là tử tâm. Tử tâm cái mục đích của nó ấy, là nó sẽ tạo ra cho anh em được một cái lớp khiên máu, nó giống nhiều thêm cho anh em được một cái cây máu, một cái cây máu nha anh em đó, và hồi phục và thêm một cây máu cũng như là giảm sát thương nhận, thì sẽ giúp cho con ép chí của mình nó trâu hơn, chống lại cái đợt sát thương của địch, từ đó thì giúp con pet nó gây sát thương được nhiều hơn. Rồi cái thứ hai đó là mình sẽ lấy cái con đình hoàng. Đối với những anh em mà chưa mở xích rực nha thì sẽ mở cái con đình hoàng. Đình hoàng này thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ tăng sát thương chỉ của lần tiếp theo thôi. Sát thương này là sát thương gây ra giống như sát thương tay ấy. Được, khi mà búp thêm các hình chắc Việt thì nó sẽ gây nên lượng đam rất là lớn. Cái thứ hai nó sẽ tăng thêm 15% sát thương của bản thân trong vòng 5 giây. Ok, nên là gọi giống như búp sát thương cho nhân vật đó. Rồi, và cái con thứ ba. Con thứ ba là cái con chấn phái của ép chí cũng như là Dark Lord chí nha anh em. Cái con này thì nó sẽ giúp anh em là tăng được cái thời gian gây ra cái hiệu ứng khống chế, và khi mà kẻ địch bị khống chế thì nó sẽ khiến mục tiêu tăng 15% sát thương nhận phải. Khi mà nó nói là sát thương nhận phải có nghĩa là sát thương từ mọi nguồn, bao gồm là bản thân anh em và từ tất cả các cái con pet trong vòng bao nhiêu giây nhỉ? Nó không có nói là bao nhiêu giây anh em, nó không có nói bao nhiêu giây, nhưng mà chắc chắn là cái hiệu ứng này thì nó sẽ giúp cho anh em sốc đối phương tốt hơn và tăng được cái hiệu ứng không choáng. Khi mà anh em nâng cái con này lên 18 sao ấy, thì nó lại còn có một cái nữa là nó sẽ giảm xuyên tâm trắc Việt và chí mạng của mục tiêu. Mà ba cái chỉ số này ấy, là ba chỉ số mà gây đam giúp cho con ép chí sốc đam rất là tốt. Tại vì như mình có nghe đâu đó thì là khi mà muốn gây được một cái lượng sát thương chí mạng cao thì anh em buộc phải kết hợp với những cái đòn đánh hoàn hảo để mà tối ưu được cái sát thương chí mạng gây ra. Tại vì sát thương chí mạng nó sẽ nhân 2,5% cái lượng sát thương cơ bản của anh em cộng thêm cái lượng sát thương tăng và xuyên chí mạng. Thì nếu mà anh em đánh được cái hoàn hảo thì nó sẽ gây được cái lượng đam tay ở cái mức độ cao nhất. Thì từ đó cái lượng nổ đam chí mạng nó sẽ cao ở cái mức cao nhất nha anh em. Ok, và cái sát thương xuyên tâm thì anh cũng biết rồi, thì nó sẽ nhân 1,5% so với cái chỉ số công cao nhất của nhân vật nhé. Ok, đó thì khi mà ba con này kết hợp với nhau này, một con là giúp tăng cái khả năng phòng thủ, một con búp sát thương và một con tăng cái sát thương nhận. Đó, hai con đình hoàng và cái con thiên rừng này. Hai con này là hai con hệ công mà hỗ trợ qua lại cho nhau cực kỳ hiệu quả. Anh em nên cân nhắc cho hai con này lên trên trận anh em nhé. Đó, cho nên là tại sao mình lấy ba ấn ký này như vậy. Mình lấy ba cái ấn ký này như vậy. Ba cái nhẫn này như ba cái thần thú này như vậy nha anh em. Ok. Rồi, tiếp tục vậy là cũng đã hòm hòm gần như là xong. Mình đã nói về thứ nhất là về kỹ năng, về thiên phú cũng như là thần thú của mình rồi. Còn về bậc thầy cấp sao á, thì mình không mình sẽ thứ nhất là mình sẽ không có lấy phòng, không có lấy phần trăm phòng, tại vì lên các cái chuyển sinh cao thì cái chỉ số bỏ qua phòng ngự của anh em rất là nhiều, chỉ số bỏ qua phòng ngự của anh em rất là nhiều, cho nên là việc anh em lấy thêm phòng á, nó sẽ không có hiệu quả bằng cái việc mà anh em lấy thêm cái chỉ số né tránh nhá. Đó, cho nên là mình sẽ bỏ mình sẽ lấy thêm chỉ số né tránh. Rồi cái thứ hai nữa là khi ở các cái chuyển sinh cao ấy, thì cái chỉ số mà giảm sát thương hoàn hảo của các cái class top ấy, các anh em top ấy, nó rất là cao. Chính vì thế cho nên là mình sẽ không có búp thêm cái chỉ số sát thương hoàn hảo, và thay vào đó thì mình sẽ chỉ lấy giảm nhiều hơn. Là búp sát thương hoàn hảo mình sẽ chuyển qua mình lấy nhát đánh chí mạng cũng như là né tránh để nó gia tăng thêm lượng đam, tỷ lệ kích hoạt cũng như là
cái sát thương gây ra và khả năng chống chịu anh em nhé. Ok, tại vì nó còn khi mà chí mạng nó còn liên quan tới cái kỹ năng mà rèn luyện linh hồn của cái tên đánh trăng. Thì đấy anh em có thể đọc này. Khi mà anh em dùng cái tên đánh trăng xong rồi, anh em mà kích hoạt cái này chí mạng nhá, thì trong vòng 8 giây thì nó sẽ có 70% xác suất choáng mục tiêu trong vòng 1 giây, và cứ 3 giây thì nó sẽ kích hoạt một lần. Đó, và nó lại tăng thêm cái khả năng đánh xuyên tâm, kháng đánh xuyên tâm cho anh em. Có nghĩa là vừa là một cái kỹ năng búp hiệu ứng, vừa là một cái kỹ năng mà búp hiệu ứng khống chế. Chính vì thế cho nên là khi mà kết hợp ở trong cái xe auto như thế này. Đó anh em thấy mình xen kẽ không? Xen kẽ tên đánh trăng này, mũi tên sét này. Khi mà sử dụng tên đánh trăng trước nhá. Trường hợp nếu mà anh em sử dụng cái mũi tên sét ấy mà nó không gây ra được cái đòn chí mạng ấy, thì nó sẽ không gây choáng được, không gây choáng đối phương được bằng cái tên cuồng kích. Đây anh em nhìn này. Nếu mà kỹ năng kích hoạt nhanh chí mạng mới gây choáng 1,5 giây nha, thì trường hợp mình sẽ cho cái tên đánh trăng ra trước. Để nếu mà trường hợp mà cái này nó không kích hoạt nhanh chí mạng được, thì cái tên đánh trăng này nó sẽ giúp bồi thêm choáng, hỗ trợ lại sau đó cho anh em. Ok. Rồi. Thì như vậy là đó là cái cách mà để anh em có thể là tối ưu được cái lượng đam tốt nhất anh em nhé, được khống chế tốt nhất nhé. Thì bây giờ mình sẽ show lại cái thứ nhất là cái kỹ năng và kỹ năng mình cộng rồi cho anh em, để anh em có thể là tham khảo để anh em chơi theo nó hiệu quả anh em nhé. Còn nếu mà anh em là muốn mà tối ưu các cái hệ chỉ số cũng như là cái phong cách BK riêng ấy, thì anh có thể là liên hệ mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em build lại con lạc đấy để phù hợp với phong cách chơi của anh em hơn. Em có thể đấy. Đây là mình thiên phú của mình ở chuyển sinh 8 anh em nhé. Cho nên là anh em phải lưu ý là mỗi một chuyển sinh ấy, thì nó sẽ có những cái thứ tự ưu tiên cũng như là cái cách cộng ưu tiên nó khác nhau. Anh em không thể lấy cái thiên phú của chuyển sinh 8. Thì mỗi một chuyển sinh nó sẽ có cái cách cộng và cái thứ tự ưu tiên nó khác nhau. Anh em không thể lấy cái thiên phú của chuyển sinh 8 mà anh em nhồi qua anh em đang ở chuyển sinh 6 mà anh em cộng theo cái thứ tự từ trên xuống được anh em. Đó. Cho nên anh em cần phải cân nhắc nhá. Nếu mà ví dụ anh em mà các cái chuyển sinh khác mà anh em cần cộng thiên phú ấy, thì anh em cứ liên hệ mình thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em. Ok. Rồi. Trường hợp với các anh em ở chuyển sinh 9 thì em có thể là cân nhắc mà lấy thêm cái hệ đa dụng bên nhánh trái em nhé. Chứ anh em không cần phải lấy thêm cái hệ nguyên tố thêm đâu. Tại vì nó sẽ đây, nếu mà nó có lấy thêm thì em chỉ lấy thêm tới kích hoạt kỹ năng kích hoạt tiềm năng thôi, để anh em lấy thêm cái lượng sát thương mà nó búp thêm. Đó, đây là khi kích hoạt tiềm năng sinh mệnh này, tăng thêm 20% sát thương trong vòng 3 giây nha. Đó thì sẽ thêm được cái lượng đam cho anh em cũng như là cho các con bé. Đó, rồi sau đó thì anh em sẽ cộng cho mình ở cái hệ thông dụng nhánh trái đối với những anh em chuyển 9 chuyển 10. Ok. Cái con ép chí thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái con bé nguyên tố dòng chảy ấy, nó sẽ hỗ trợ cho anh em hồi phục rất là tốt. Thì anh em có thể để ý là cái điểm cuối của cái hệ đa dụng trái này với từng class ấy, nó sẽ có những cái hiệu ứng boost kỹ năng với hồi phục nó khác nhau. Ví dụ mình ví dụ như là cái con Đê Đúc Mẫn thì cái con nguyên tố này sẽ gây ra cái lượng sát thương kỹ năng nó nhiều hơn, nhưng bù lại nó sẽ giảm cái lượng hồi phục. Nhưng mà đối với ép chí ấy, thì nó sẽ giảm cái sát thương gây ra, nhưng mà bù lại cái khả năng hồi phục của nó sẽ hồi phục được nhiều hơn. Đó thì chính cũng bởi vậy thì mình mới nói là do tùy từng class thì nó sẽ có những cái phong cách chơi và lối chơi khác nhau. Anh em không thể dập khuôn một class theo một cái phong cách nhất định được nha anh em. Ok. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Thì mình cũng có nhận nạp kim cương xanh cho anh em nhé. Cũng như là build arc, thì anh em nào mà có nhu cầu là kim cương xanh chiết khấu giá tốt đó, thì anh em có thể liên hệ mình qua cái thông tin số cũng như là số điện thoại mình có để bên dưới video này nha anh em. Mình chỉ xài một cái số điện thoại duy nhất chính chủ thôi là 0946 636282, thì anh em có thể là liên hệ cũng như là gọi cho mình để mình có thể hỗ trợ vụ anh em tốt nhất anh em nhé.
Ok, xin cảm ơn và chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.